Ừ, để coi coi. Hai, chào các bạn đến với xóm vườn và cây nha. Nay mình có mua cục thịt trâu để hôm nay mình làm món trâu gác bếp cho các bạn. Là mình ướp mắt khén, bột ớt rồi giống như người ta trên Tây Bắc người ta làm nha các bạn. Thịt trâu này là nó có là mỡ, nó mỡ trắng nha các bạn, còn thịt bò là nó mỡ vàng các bạn. Giờ mình sẽ tẩm ướp nó giống như những cái công thức của người Tây Bắc người ta ướp luôn nha các bạn. Sau khi mình rửa cục thịt sạch rồi nha các bạn, giờ mình sẽ sắt nó ra. Thường thì phải sắt nó dày lắm, còn bây giờ mình sẽ sắt nó mỏng mỏng thôi để mình gác bếp cho nó nhanh. Mình sẽ sắt theo mấy cái sớ gân thì lực của nó luôn nha các bạn. Thường thì những cái cục thịt bò gác bếp hay là thịt trâu gác bếp rồi là người ta phải lọc hết những cái gân này ra, nhưng mình không phải là mình bán cho nên ở đây mình làm ăn thử chơi thôi, làm thử coi có thành công không. Thì mình sẽ để nó luôn nha các bạn. Thịt mình đã lóc ra xong rồi các bạn. Mình lóc từng cái sớ theo cái sớ thịt nó dài dài như vậy nè. Đằng lát xíu nó chín rồi mình xé mình ăn được. Đó, mình lóc ra những cục như vậy theo cái sớ thịt của nó. Đằng lát xíu mình xé nó ăn nó ngon. Giờ ra như vậy mình có đây là mình có đâm gừng với ớt tươi nha các bạn, nước gừng với ớt tươi mình sẽ trộn vô để khử đi cái mùi trâu các bạn. Đó rồi, cái gia vị quan trọng giống người Tây Bắc đó là mắt khén các bạn. Mắt khén này thì lần đầu mình ướp cho nó đậm đậm một chút, nghe người ta nói là ăn nó sẽ tê lưỡi, mình sẽ ướp đậm đậm chút, mình khoái ăn cay cay nó tê thử. Còn đây là ớt bột các bạn, mình sẽ bỏ thêm ớt bột nó cho nó đậm đà. Rồi mình sẽ thêm muối nữa các bạn. Đó, vậy là đậm đà. Các bạn ướp như mình thì cũng được, nhưng mà các bạn hãy các bạn thích ăn nhạt cũng được, mà còn mình đây mình thích nó đậm đà, nó ướp vô như vậy nó thấm hơn. Giờ mình sẽ trộn đều lên nè, các bạn thấy gia vị không, nó thấm đượm vậy nó ngay. Mình thấy có phải sẽ có nước gừng nha các bạn, nó gần để thử cái mùi trâu mùi bò rồi nó lát mình ăn nó thơm hơn. Thấy, các bạn thấy nó đậm đà vô các bạn. Giờ mình sẽ móc mình xỏ vô lát mình gác bếp đó. Đó. Mình ướp này mình để cho nó nghỉ thịt khoảng tiếng nha các bạn.
Trong lúc mà mình để mình ướp cho nó nghỉ cục thịt đó thì mình sẽ đi xây một cái bếp để như nó chút xíu nữa mình tẩm ướp xong này nè, mình đi mình gác bếp nữa. Bây giờ mình tẩm ướp thì mình móc xong rồi các bạn. À, thấy chưa? Mình làm thành cái bốn cái móc. Nay mình thử thôi. Giờ mình sẽ để cho nó nghỉ khoảng 1 tí nha các bạn. Cái lò giả chiến Cái lò này mình nãy mình mới vừa làm các bạn. Giờ này mình sẽ móc nó lên. Nếu mà nó rớt đất là coi như là thất bại luôn đó các bạn. Ôi nóng quá các bạn ơi. Giờ mình sẽ đặt lá chuối lên nặng mình giữ khói nha các bạn. Rất là nóng luôn các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ giữ cái khói nó lại. Rồi. Mình sẽ để nó chín, từ nó rút từng dần nha các bạn. Để cho nó rút dần. Khi nó khô rồi tối nay mình sẽ thăm các bạn. Các bạn thấy miếng thịt nó rút lại không các bạn? Mình dở ra thăm chừng, mình sợ nhiệt độ nó cao quá nó khét các bạn. Đó. Mình không dám để máy quay gần, nó sợ nó nóng máy nha các bạn. Đó, miếng thịt nó rút nó khô từ từ lại. Nãy miếng thịt bự mà giờ này nó teo lại còn chút xíu à. Thịt trâu thì nó teo nhiều hơn thịt bò hay gì đó các bạn, hình như mình biết vậy đó nha. Các bạn thấy khói ra khỏi khe lá không các bạn? Các bạn thấy khói bay lên, thấy một buổi chiều đẹp không các bạn? Đó, khói bay ra khe lá nè. Mình phải giữ cái khói này là giữ lại cái nhiệt lại bên trong cục thịt nó mới chín dần dần nha các bạn. Giờ khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa tới tối tới khuya nay là chắc nó cũng rút lại. Cái thịt trâu hồi khuya mình đã nướng xong rồi các bạn. Mình gác bếp xong rồi đó. Đó, mình xé ra cho các bạn xem nè, thấy không? Đó. Giờ mình xé ra cho các bạn coi nè. Đó, xé ra có từng sớ vậy nè, thấy ngon quá bạn nè. Ở bên trong vẫn còn mềm nha các bạn, ăn nó thơm vị của mắt khén lắm nha các bạn. Đó, ăn nó dai dai thơm thơm. Khi mình tẩm ướp kỹ như rồi mình chỉ dẫn á thì cái mùi của thịt trâu á nó không có bị nồng đó, thấy không? Các bạn thấy xé ra từng sớ ngon không? Không khác gì là mình mua thịt trâu cắt bếp của trên miền Tây Bắc luôn các bạn.
Các bạn thấy hay nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp bạn trong các video tiếp theo.